Ngân Hà xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin cập nhật nóng liên tục trên kênh tin tức 24 giờ. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 15 tháng 8, Hà Nội phát hiện thêm 8 ca mắc COVID-19, trong đó 6 ca tại khu cách ly. Nhiều tỉnh, thành phố ở miền Tây kéo dài chỉ thị 16 thêm 7-14 ngày. Hải Phòng gỡ bỏ phong tỏa điểm cách ly y tế cuối cùng. Chính phủ đồng ý mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine Pfizer. Sau một tháng về từ vùng có dịch, gia đình 5 người ở Bình Định được phát hiện mắc COVID-19. Mỹ, số trẻ em nhập viện do COVID-19 tăng kỷ lục. Vaccine COVID-19, Australia nhận 1 triệu liều từ Ba Lan, Israel tổ chức tiêm vaccine suốt đêm tại Tel Aviv. Và ngay sau đây là phần tin chi tiết. Sáng ngày 15 tháng 8, Hà Nội phát hiện thêm 8 ca mắc COVID-19, trong đó có 6 ca trong khu cách ly. Sáng ngày 15 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, tính từ 18 giờ ngày 14 tháng 8 đến 6 giờ sáng ngày 15 tháng 8, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận thêm 8 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca ghi nhận tại cộng đồng và 6 ca tại khu cách ly. Phân bổ các ca dương tính theo quận, huyện thì Hai Bà Trưng 3 ca, Đống Đa 2 ca, Đông Anh 2 ca và Cầu Giấy 1 ca. Phân bố theo chùm ca bệnh thì cả 8 ca này đều thuộc chùm ho sốt thứ phát. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 2.175 ca. Trong đó, số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.195 ca. Số ca mắc là người đã được cách ly là 980 ca. Cũng theo số liệu của CDC Hà Nội, tính đến 6 giờ sáng nay, thành phố đã lấy được 172.971 mẫu là người tại các khu vực nguy cơ của thành phố. Trong đó, 164.583 mẫu đã có kết quả âm tính, số mẫu dương tính là 20. Còn số mẫu nguy cơ đã lấy là 108.923, trong đó có 102.302 mẫu đã có kết quả âm tính, 3 mẫu còn lại có kết quả dương tính. Nhiều tỉnh, thành phố ở miền Tây kéo dài chỉ thị 16 thêm 7-14 ngày. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, địa phương sẽ áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng thêm 7 ngày, tính từ ngày 16 tháng 8. Sau một tuần tiếp tục giãn cách, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu sẽ đánh giá tình hình để có những phương án giãn cách phù hợp. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết địa phương chưa có quyết định cụ thể, nhưng ít nhất phải áp dụng chỉ thị 16 thêm 10 ngày nữa, đến hết ngày 25 tháng 8. Tại Bến Tre, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cũng cho biết sẽ kéo dài chỉ thị 16 thêm 2 tuần từ ngày 16 tháng 8. Còn UBND tỉnh Đồng Tháp áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đến hết ngày 25 tháng 8. Trong thời gian kéo dài chỉ thị 16, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp cấp bách cho mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8. Hải Phòng gỡ bỏ điểm phong tỏa cách ly y tế cuối cùng. Đúng 0 giờ ngày 15 tháng 8, thành phố Hải Phòng đã gỡ phong tỏa điểm cách ly y tế tại ngõ 31, phố Trại Lẻ, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân. Đây là điểm phong tỏa y tế cuối cùng trên địa bàn. Tại lễ công bố, bà Lê Thị Tuyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kênh Dương, quận Lê Chân yêu cầu, sau khi dỡ bỏ phong tỏa, các hộ dân tiếp tục thực hiện việc theo dõi y tế 14 ngày, hạn chế đi lại và thông báo ngay với trạm y tế phường khi có biểu hiện thất thường về mặt sức khỏe như ho, sốt, khó thở. Hiện nay, Hải Phòng còn 5 ca mắc COVID-19 đang điều trị, 800 người đang cách ly tại các cơ sở y tế, khách sạn, 1.500 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Thành phố đã qua 15 ngày, không phát sinh ca mắc mới và không còn điểm phong tỏa y tế do liên quan đến các ca mắc COVID-19. Chính phủ đồng ý mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine Pfizer. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 90 về việc mua bổ sung vaccine phòng COVID-19 của Pfizer. Theo đó, chính phủ đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt với chủ trương mua bổ sung 19.998.810 liều vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer. Các điều kiện được áp dụng như nghị quyết số 09 ngày 18 tháng 5 của chính phủ về mua vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer. Nghị quyết nêu rõ đây là tình huống cấp bách, vì thế việc mua vaccine phải được xử lý theo quy định của pháp luật về các trường hợp đặc biệt, cấp bách và phải được thực hiện ngay.
theo chỉ đạo mới nhất của Chính phủ, Bộ Y tế chịu trách nhiệm và khẩn trương tổ chức thực hiện về việc mua vaccine phòng COVID-19 của Pfizer để có vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Sau một tháng về từ vùng có dịch, gia đình 5 người ở Bình Định được phát hiện mắc COVID-19. Khuya ngày 14 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định đã thông tin về 16 ca COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, ổ dịch xã Cát Tường, huyện Phú Cát 11 ca, ổ dịch xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân 4 ca và xã Mỹ Hiệp, huyện Phú Mỹ 1 ca chưa rõ nguồn lây. Tại xã Cát Tường, huyện Phú Cát, 11 ca COVID-19 mới ghi nhận đều liên quan đến những gia đình có người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, trong số này có 5 ca trong một gia đình về từ thành phố Hồ Chí Minh khoảng một tháng trước, nhưng đến nay mới được phát hiện mắc COVID-19. Đó là gia đình nam bệnh nhân 256-687, 34 tuổi, thường trú tại xã Cát Tường, từ thành phố Hồ Chí Minh về quê vào ngày 17 tháng 7. Sau khi khai báo y tế và test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính, gia đình này được thực hiện cách ly tại nhà đến ngày 31 tháng 7. Trong thời gian này, cả 5 người được 3 lần lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR theo quy định, nhưng tất cả đều âm tính. Sau khoảng 2 tuần hết thời hạn cách ly, ngày 12 tháng 8, 5 người trong gia đình bệnh nhân 256-687 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và tất cả đều cho kết quả dương tính. Ngày 14 tháng 8, kết quả xét nghiệm RT-PCR, 5 người này đều dương tính SARS-CoV-2. Mỹ, số trẻ nhập viện do COVID-19 tăng kỷ lục. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho thấy biến thể Delta đang nhanh chóng lan rộng trong số những người không chủng ngừa, khiến các ca nhập viện tăng đột ngột trong những tuần gần đây. Đáng lưu ý là số ca trẻ em nhập viện nhảy vọt lên đến 1.902 ca vào ngày 14 tháng 8. Trẻ em hiện chiếm khoảng 2,4% số ca nhập viện do COVID-19 ở Mỹ. Trẻ dưới 12 tuổi chưa đủ điều kiện tiêm chủng vaccine, khiến các em dễ bị lây nhiễm từ biến thể mới, có độc tính truyền nhiễm cao hơn virus SARS-CoV-2. Số bệnh nhân COVID-19 mới nhập viện trong độ tuổi từ 18 đến 29, 30 đến 39 và 40 đến 49 cũng đạt ở mức cao kỷ lục trong tuần này, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Dịch bệnh bùng phát làm gia tăng căng thẳng giữa lãnh đạo và các tiểu bang bảo thủ và giới chức cấp hạt về việc liệu trẻ em có nên được yêu cầu đeo khẩu trang khi trở lại trường học trong tháng này hay không. Vaccine COVID-19, Australia nhận 1 triệu liều từ Ba Lan, Israel tổ chức tiêm suốt đêm tại Tel Aviv. Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết khoảng 1 triệu liều vaccine COVID-19 bổ sung của hãng Pfizer do chính phủ Ba Lan cung cấp sẽ dành cho những người Australia trong độ tuổi từ 20 đến 39, đặc biệt là ở Sydney, nơi số ca lây nhiễm tăng cao kỷ lục. Theo ông Morrison, Australia trước đó đã ký hợp đồng mua 14 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer. Tại cuộc họp báo ở Canberra, ông Morrison đã gửi lời cảm ơn tới Ba Lan và người đồng cấp nước này Matesu Morawiecki. Trong khi đó, tại Israel, để thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, nước này đã triển khai một sáng kiến mới, tổ chức hoạt động tiêm trên quy mô lớn ở thành phố Tel Aviv suốt đêm ngày 14 tháng 8. Cơ quan cấp cứu quốc gia Israel MDA đã phối hợp với chính quyền Tel Aviv triển khai 2 xe cứu thương với một loạt bàn tiêm vaccine COVID-19 tại quảng trường Dizengoff nhằm tạo điều kiện cho thanh niên và những người tham gia tiệc tùng có thể dễ dàng tiêm phòng ngay tại trung tâm thành phố. Mục đích của sáng kiến này là nâng cao tỷ lệ miễn dịch trước COVID-19. Trong bối cảnh, Israel có nguy cơ phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm trở lại, khiến chính phủ phải tái áp đặt một loạt các biện pháp hạn chế xã hội. Vừa rồi là những nội dung chính mới nhất của tin tức 24 giờ mà các ban biên tập của chúng tôi đã tổng hợp lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi.